tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết Châu Về Hiệp Phố của tác giả nhà văn Phú Đức. Tác phẩm được in tại nhà in Xưa Nay và phát hành tại Sài Gòn năm 1926. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 30. Quỳnh Chiêu liền nói với Hoàng Ngọc Ẩn rằng: Thôi, ông hãy chạy mua giấy tàu, còn ba người này đem đồ lên tàu trước, vì súp lê đã trỗi hiệp thứ nhì rồi. Hoàng Ngọc Ẩn cả mừng, bắt tay Quỳnh Chiêu và nói: Ông an lòng, tôi đến tại Xây Lăng rồi thì sẽ gửi tờ mà trả lại, không dám sai lời. Thôi, tôi cứu ông mà đi mua giấy. Quỳnh Chiêu tỏ dáng vui mừng và nói: Tôi tin bụng ông. Khi Hoàng Ngọc Ẩn và cả ba vừa đi xuống tàu thì hai người lính da đen có vẻ nghi ngờ chi đó, nên nói với ông cò rằng: Sao ông không cho chúng tôi xét? Nếu ông vị thân vị kỹ như vậy thì e thằng ăn cướp trứ danh lấy hoàng ngọc ấy sảy khỏi. Ông cò nhướng đôi mày lên, chu miệng rùng da và nói: Cần gì? Bốn người này đều là người thân thiết với ông ban trưởng Quảng Đông này. Thế là người tàu, còn thằng ăn cướp đó là người An Nam Sài Gòn. Tuy một da mặt với người tàu, nhưng nói chuyện khác tiếng. Giả chân Quỳnh Chiêu là người quen biết với tôi lắm, lại có thân thế lớn. Mình hỏi mấy người này thì là: một là mít bụng người, hai là làm cho người ta trễ tàu thiệt hại. Hai người lính da đen nghe ông cò nói có lý thì làm thinh. Chợt nghe tiếng súp lê hiệp thứ ba, và khi dứt tiếng thì bạn tàu mở đổi rút neo. Lần lần chiếc tàu tách bến, nhắm hướng ra biển cả mà chạy. Quỳnh Chiêu đứng trên cầu thấy nàng Bạch Tuyết ở trên tàu, vừa cười vừa lấy khăn quắt lia, thì thở dài một cái và nói một mình rằng: Cái nàng sao thiệt đẹp à, nếu chẳng phải hằng Nga giáng thế thì cũng cách đào nguyên lạc lối xuống phàm trần. Ôi, mà anh của nàng là một tay lợi hại, uổng uổng cha chả là uổng. Nếu không có thằng đó thì mặc sức cho ta chơi qua cho biết mùi qua, nghĩ tức tối thay. Quỳnh Chiêu đứng tần ngần trên bến tàu, nhìn sững nàng Bạch Tuyết mà giật giờ nửa say nửa tỉnh. Chẳng bao lâu tàu chạy một lần một xa, Quỳnh Chiêu trông riết một hồi thấy bóng hoa đào lạc vẻ lần lần khuất dạng. Xa xa chỉ thấy mặt nước bích nhấp nhô lượng sóng con cuối trời, dàn khói đen đen vượt lên mây mù mịt. Quỳnh Chiêu buồn bã bèn trở gót ra xe hơi mà trở về nhà, tấm lòng chua xót. Tại Sài Gòn, trong một căn phố gạch kia ở ném về con đường Marseille, phố tuy không rộng lắm, song có vẻ huê lệ vì ở ngoài mặt cung nguyệt, dưới có một dàn kiển để ngay hàng thẳng lối. Chẳng phải kiển có kỳ hoa dị thảo như là kim quýt, cùm thăng, trắc bá diệt, vạn niên tùng uống sữa theo xưa, hoặc bạch mai thực dược khoe màu xinh đẹp mà gọi rằng quý. Dàn kiển xum xê này toàn là cao tay, đỏ, vàng, nâu, tím, đủ thứ, mỗi cặp đối diện với nhau. Vào khoảng 7 giờ, trong căn phố này, trước mặt một cái tủ kiến bằng cây cẩm lai, có một người tuổi độ vào 40, mặc một bộ đồ tây, trên áo bố trắng, dưới quần nỉ đen, chân mang một đôi giày da láng rất đẹp. Người này đứng nhắm nhía chân dung của mình trong mặt kiến mà tấm lòng khoan khoái, lộ vẻ tươi cười ngoài mặt. Khi thì nhướng đôi mi lên, khi thì vuốt râu ngoảnh lên, một chân nhịp xuống gạch tiếng giày nghe cốc cốc. Thình lình nghe tiếng một người đàn bà nói rằng: Cha chả là lịch sự à. Người trước thủ kiến dài lại cười chím chím và nói: Thay người ta. Lại nghe người đàn bà nói tiếp rằng: Thế mà mắc cỡ. Lạ quá, cái gì mà mắc cỡ không biết. Cha, con mẹ này nhiều chuyện quá he. Tôi mắc cỡ cho người già mà khéo làm tốt. Nữa chứ, già cái gì? Con người ta mới có 40 tuổi mà gọi rằng già. Râu người ta bạc chưa, răng người ta rụng cái nào chưa mà nói lạ thế? Bộ con mẹ này muốn trù người ta chết yểu hay sao mà? Ừ, không già, thôi thì là còn măng như trai 20 tuổi. Phải rồi, má thằng nhỏ nói nghe được, chứ phải tôi già thì con gái nó đâu có thèm ngó. Mình không biết tôi đi đến đám nào mấy cô nhỏ nhỏ cũng bu lại. Ôi, nó khoái tôi lắm. Chúng nó nói nào là thầy đội có duyên quá, hàm râu vui dâm đơ, rất tốt. Vợ thầy đội tài đang xỉa thuốc, nghe thầy nói dứt lời thì hứ một cái và trề môi nói rằng: Hừ,
Ừ, có mấy con chơi bời nó nói vậy chứ có ai mà nói cho được. Cái thứ già mà còn dụ dỗ con nít, nói không biết mắc cỡ. Thầy đổi tài cười rồi nói, hơ, nín đi má thằng nhỏ, đừng có nói nhiều chuyện mà người ta lo ra. Nãy giờ nhắm nhía coi được hết rồi, bây giờ chỉ còn đẩy sơ một đường dao cạo, tẩy ư mấy sợi râu mọc lạch ngạch cái thì ro rồi đa. Thiếm đội ngồi ngó thầy đội vừa cạo râu vừa làm bộ lăng xăng thì cười rồi hỏi rằng, à tôi quên hỏi, đêm nay phải mình đi dự tiệc đám cưới của thầy Đỗ Hiếu Liêm không? Phải rồi, đêm nay thầy hai mướn nhà hàng công ty năng tan dọn ăn. Thôi thì bổ biết bao nhiêu. À mình, bữa nay có quan chánh và nhiều quan giám đốc sở mật thám dự. Ý mà tôi quên nói có nàng Lệ Thủy dự tiệc nữa. Thiếm đội nói, ừ, có cô đó nên mình mới diện dữ như vậy. Thầy đội bỏ con dao cạo xuống, một tay vuốt râu, một tay chống nạnh, nhướng chân mày lên xuống và nói, đó đà, mày nói trúng ý tôi lắm. Thiếm đội cười xòa rồi nói, tôi ước trong mình đặng đắc kỳ sở nguyện. Thầy đội cười và nói, thôi đi mình, đúng như mấy cậu công tử còn chết lên chết xuống, bay cửa sập nhà mà nàng còn không ngó ngàng gì tới, huống lựa là tôi. Ờ, sao không nói mình đúng nữa? Đúng chứ sao không đúng. Nghĩa là ngoại trừ nàng Lệ Thủy ra, bất kỳ cô nào tôi ngoảnh cái râu lên ngâm ít câu kiều thì rồi rồi à, không có nói giao chi dông dài mà biết không. Thiếm đội nói tiếp rằng, coi bộ già háp mà làm bộ hí hởn, mình mà gặp thằng Hiệp Liệt đêm nay thì cái mặt mình teo nhách, bán cho chợt da chai hai xu nó không thèm. Chừng đó cặp râu của mình nó sụi xuống, dầu cho có hơi lửa nó cũng chẳng dám ngoảnh lên. Thầy đội lắc đầu và nói, nữa à, cũng là mình, nói đi nói lại rốt chuyện cũng chôn người ta. Thiệt sao? Mình không sợ Hiệp Liệt hả? Thôi đừng có nói nữa, Hiệp Liệt qua xứ Ấn Độ bị mấy thằng Trà Xá Tri nó bỏ ngã chết rồi, nó không có về được, còn gì mà lo sợ. Ừ, để coi mà, tôi dái con nó thử coi mình ra làm sao cho biết. Bất nhân thì thôi, con mẹ trụ hoài quỷ hả? Thầy đổi tài nói dứt lời, bỗng thấy Đỗ Hiếu Liêm bước vào nhà thì chạy ra mừng rỡ hỏi rằng, chào thầy hai à, đi đâu đây? Có chuyện gì mà bộ hơ hải không vui vậy? Hình sao thầy không ở nhà lo tiếp khách, gần đến giờ rồi. Đỗ Hiếu Liêm nhắm nhía thầy đội một hồi rồi nói, tôi mới được tin hồi 5 giờ. Tin gì đó vậy thầy? Đêm nay có Hiệp Liệt đi dự tiệc. Quý trời ơi! Nói dứt lời thầy đội tài vuốt hai cháu râu xuống. Đỗ Hiếu Liêm và thiếm đội cười xòa. Đỗ Hiếu Liêm nói, tôi nhắm nhía xem coi thầy ăn mặc đồ gì, đặng khi vào giữa tiệc dễ nhìn, vì tôi có được cái thơ của Hiệp Liệt gửi đến, để tôi lấy ra đọc cho thầy nghe. Thầy đội tài nghe nói thì lăng xăng tiếp rằng, mai dữ không, đâu thầy lấy ra đọc cho tôi nghe thứ nào. Đỗ Hiếu Liêm lấy thơ ra đọc như vậy. Kính cùng thầy Đỗ Hiếu Liêm đặng rõ, tôi ở Ấn Độ mới về đến, thật là may mắn được dự tiệc của thầy, khỏi thất lời hứa cùng lòng ao ước. Phiền thầy có hơi nóng một chút, nếu tôi không gặp dịp hân hạnh thì tưởng đến ngày nay cũng còn ở xứ bên Ấn Độ chứ không về được. Vậy tối 28 này đúng 8 giờ tôi sẽ đến vui về một tiệc hỷ lạc, trước mừng thầy thành hôn, sau chúc mừng cho Loan Phụng Hòa Minh sắc cầm hảo hiệp. Tôi cũng sẽ tặng cho thầy và nàng Đặng Nguyệt Ánh một vật để làm kỷ niệm, gọi chút tình tri kỷ. Đêm nay tôi đến ước trong gặp mặt thầy đội tài đặng vuốt râu thầy chơi, cũng như ả sẩm dưng rượu ngày trước. Nay tin Hiệp Liệt. Thầy đội tài nghe đọc dứt bức thơ thì la lên rằng, quý thôi à, thầy hai à, cho phép tôi xin cứu ở nhà đi. Hiệp Liệt nó hăm dọa tôi đó, đây chắc là tôi có điều gì làm cho nó bất bình. Thôi thôi, không xong rồi. Đỗ Hiếu Liêm nói, không sao đâu, thầy khéo làm bộ nhát nhúa. Thầy quên sao, quan chánh sở mật thám có nói với anh em mình hôm nọ rằng, đám tiệc này mấy người đi dự phải cải trang sửa dạng cách nào cho ngài nhìn không biết á, thì ngài sẽ trọng thưởng. Ngài lại nói rằng chính mình ngài cũng cải trang sửa dạng nữa đó. Đó là một đêm ra tài mỹ thuật. Thầy đội tài có bộ mừng thầm nên nói, mai dữ à, tôi quên lửng à. Phải rồi, tôi có tài giả chợ thay lắm. Đây, để tôi thay đồ này ra, rồi lấy một bộ đồ tàu bận vào, còn râu thì tôi vuốt sụi xuống. Đỗ Hiếu Liêm nói, thầy khéo cải trang sửa dạng thì Hiệp Liệt nào biết được. Thầy đội tiếp nói, đã vậy tôi còn mang mặt nạ nữa. À hay lắm hay lắm. Thôi để tôi đi về đặng sửa soạn,
Bây giờ là 7 giờ rồi, đúng 8 giờ thì thầy phải đi đến nhà đã. Đỗ Hiếu Liêm ra về rồi thì thím đội tài vừa cười vừa nói: sao không diễn cho bánh toán nữa? Thầy đội tài nói: thứ đàn bà chẳng biết cái mốc xì gì mà cứ nói tia lia cái miệng. Một chập sau, thầy đội thay đổi y phục tàu rồi và ra đứng trước mặt kiến mà soi gương. Thầy thấm ý hỏi thím đội rằng: đây, mình coi tôi giống cái thằng Sinoa nào à? Sinoa tức là chệt. Thím đội cười và nói: giống lắm, giống cái thằng chệt tài à, làm đội lính xách tê cho giấy chệt nào khác. Thầy đội tài nghe nói tỏ sắc giận, trợn mắt nói rằng: cái con mẹ này nói khó chịu quá à. Thôi, ta không thèm hỏi gì nữa cả. Thầy đội liền lấy một cái mặt nạ bỏ vào túi rồi đi ra ngoài đường đặng kiếm xe kéo mà đi. Thầy đội còn đang đi bộ đặng kiếm xe kéo, bỗng có một cái xe hơi chạy ngay lại và ngừng trước mặt thầy. Vừa đó trên xe có người kêu lớn rằng: thầy đội, lên xe đi với tôi kẻo trễ. Thầy đội mừng rỡ hỏi lớn rằng: phải thằng hai mày ngồi trên xe đó không? Dạ phải. Thầy đội nói: mai dữ không, tao kiếm xe kéo đặng đi đây, nhưng chưa gặp cái nào cả. Thầy đội tài nói dứt lời rồi đi ngay lại bước lên xe. Thầy thấy Hoàng Ngọc Ẩn mang mặt nạ mà không biết, nên lầm vỗ vai nói rằng: thằng hai mày mang mặt nạ mà tao còn nhìn đặng, tiếng nói có khác một chút hè. Hoàng Ngọc Ẩn cười thầm và nói: còn thầy giả chợ tôi nhìn cũng được đó. Móc xì, mày thấy tao trong nhà đi ra nên mày biết chứ gì. Xe chạy một hồi, Hoàng Ngọc Ẩn nói với thầy đội tài rằng: này thầy đội, tôi hỏi thiệt thầy, vậy chứ thầy sợ Hiệp Liệt không? Sợ không trong bụng tao thì tao biết, mày hỏi làm chi? Hoàng Ngọc Ẩn cười ngất và nói: tôi tưởng chẳng ai sợ Hiệp Liệt cả, vì nó không có hung dữ như mấy cái thằng ăn cướp bất tài kia đâu. Thầy đội gật đầu và nói: phải phải à, Hiệp Liệt ở có ân hậu lắm, chẳng ai ghét. Mà thầy thương nó không? Mày hỏi lạ thì thôi, ghét thì không có cái gì ghét, còn thương thì thương sao được, tưởng con gái sao mà thương. Dạ thầy tưởng đêm nay có Hiệp Liệt dự tiệc cưới không? À, tao quên nói cho thằng hai mày hay, đêm nay có nó đến. Thầy Đỗ Hiếu Liêm mới qua nhà cho tao hay đây, vậy mà tao tưởng nó bị chà thư, nó nứt bụng rồi chứ. Dạ nếu vậy thì đêm nay vui lắm. Vui thật, cái thằng Hiệp Liệt là ma quỷ gì hay sao nên trong đám nào cũng có nó. Dạ thầy tưởng trên xe hơi này có nó không? Thầy đội tài nghe hỏi giật mình, ngó trước xem sau và kiếm coi có ai lạ không. Và khi thấy có một mình Hoàng Ngọc Ẩn thì nói rằng: không, nó đi theo xe hơi này làm gì? Vậy mà có ra thầy, mày nói cái gì lạ vậy? Hoàng Ngọc Ẩn cười ngất rồi nói: thôi thầy nhìn kỹ tôi có giống Hiệp Liệt không, mà có giống hay là phải nó thì thầy cứ việc yên, đừng chộp rộp không nên. Nói dứt lời, Hoàng Ngọc Ẩn gỡ mặt nạ ra. Thầy đội tài ngó thấy mặt Hoàng Ngọc Ẩn sửa ra Hiệp Liệt như thường thì kinh ngạc. Thế mà thầy giả bộ vui mừng chào hỏi mà rằng: trời ơi, vậy nãy giờ tôi tưởng thằng hai méo, vì hồi chiều nó nói rằng nếu mượn được xe hơi của thằng chệt nào ở trong chợ lớn sẽ đến nhà rước tôi dự tiệc, rồi khuya lên Xuân Trường tắm suối dẫn trăng. Dạ thầy đi qua Ấn Độ lấy được Hoàng Ngọc rồi hả? Hoàng Ngọc Ẩn nói: tôi muốn chi lại không được. Bây giờ trước khi qua nhà thầy Đỗ Hiếu Liêm, tôi xin mời thầy đến nhà tôi trước chơi cho biết, sao chờ tôi đi một lượt với. Thầy đội tài gật đầu và nói: được lắm à, có chi làm cho tôi vinh diệu bằng được mời đến nhà chơi cho biết. Hoàng Ngọc Ẩn nói: tánh tôi dè dặt và cẩn thận lắm, nên xin thầy cho phép tôi lấy khăn bịt mắt thầy lại, chừng nào vào trong nhà của tôi rồi thì tôi sẽ mở khăn ra cho thầy biết. Thầy đội phải ép lòng chịu nên nói rằng: được, thầy cứ việc bịt đi, tôi vui lòng luôn à. Xe chạy đường này sang đường nọ và chẳng bao lâu thì đến nhà của Hoàng Ngọc Ẩn mướn ở tạm một tháng, vì chàng sang đổi luôn luôn. Thầy đội tài được mở khăn thì thấy gian phòng khách chưng dọn bàn ghế toàn bằng danh mộc kiểu vô Louis thứ 15. Thầy khen thầm mà nói: thiệt bấy lâu nay ta chưa từng gặp nhà nào chưng dọn nghi tiết rực rỡ thế này, duy có nhà nàng Lệ Thủy có đẹp hơn một tí mà thôi. Hoàng Ngọc Ẩn bấm chuông trên bàn, nghe một cái reng thì có lục tặc mang mặt nạ chạy ra. Chàng nói rằng: đem trà tàu Thiếu Quan Âm ra đãi khách. Phút chốc lục tặc đã đem trà để lên bàn.
Hoàng Ngọc Ẩn mời thầy đội tài bưng chén trà lên uống mà khen rằng ngon lạ thường. Hoàng Ngọc Ẩn hỏi thầy đội rằng: Tôi nghe nói quan chánh sở mật thám bày ra cuộc cải trang sửa dạng đến dự tiệc này, và nói nếu ông làm ai thì người ấy được thưởng. Có như vậy hay không thầy? Có, mà sao thầy biết được? Tôi mới nghe Đỗ Hiếu Liêm nói khi nãy tại nhà thầy. Trời ơi, nếu vậy có thầy núp ở ngoài rình nghe sao? Ở đâu lại không có? Nè, thầy muốn lãnh tiền thưởng không? Tôi sẽ làm cho thầy đặng thưởng ngay. Ý, như vậy có cái chi khoái bằng. Thầy làm sao hãy làm giùm tôi đi. Được thôi, thầy hãy theo tôi vào phòng, và tôi dạy thầy chi thì thầy hãy nghe lời tôi. Dạ, được lắm mà, miễn là chẳng có sự hại thì tốt. Tại con đường Bolivar Norodom. Chú thích: Bolivar Norodom tức là đại lộ Norodom, sau này đổi lại là đại lộ thống nhất, hiện tại là đường Lê Duẩn. Hết chú thích. Cách xa nhà thờ nhà nước chừng 300 thước. Nhà thờ nhà nước tức là nhà thờ Đức Bà. Có một cái nhà trong đèn điện treo thắp sáng tợ như ban ngày. Ấy là nhà của ông Tây, cho Đỗ Hiếu Liêm ở không khỏi trả tiền mướn. Trong nhà khách Tây Nam đà tụ đủ mặt, rất đông. Quan chánh sở mật thám vốn là một người ôn hòa thuần hậu, thương Đỗ Hiếu Liêm như con cũng đã có mặt rồi. Ông thấy mấy ông giám đốc Lan Sa và An Nam, lính đội, cải trang sửa dạng thì lấy làm mừng. Ông vẫn có mắt tin đời nên ngó sáng qua thì biết ai là ai cả. Đồng hồ vừa gõ 8 tiếng, Đỗ Hiếu Liêm nói với ông rằng: Đêm nay có hiệp liệt, tưởng tình tôi đến dự tiệc, ông đừng toan bắt gia thì sanh ra lộn xộn mất vui. Và lại nó đến thì cẩn thận lắm, bắt sảy thì nó cười đa. Quan chánh sở mật thám gật đầu và nói: Cha cha, thành hiệp liệt gan giữ vài lần, tôi không đem thói khiếp nhợt bắt va đâu. Dầu mà có muốn bắt cũng không được, vì có rẻ đâu mà đem xuống đêm nay. À, còn thầy đòi tài đâu mà chưa thấy đến? Đỗ Hiếu Liêm nói: Người sẽ đến vì khi nãy tôi có đến nhà, thầy mặc đồ tây, sau tôi nhắc thầy mới nhớ lời ông dạy, nên lật đật thay đồ cải trang, vì vậy mà e trễ. Đỗ Hiếu Liêm nói dứt lời bỗng thấy có người bước vào. Quan chánh sở mật thám đi ra chận đầu và nói: Chào thầy đội, đi sao mà trễ dữ vậy này à? Thầy anh cắp đồ quản đồng của ai mà mệt đấy? Buồn chưa? Tôi tưởng được lãnh tiền thưởng, hay đâu ông có mắt tin đời quá. Quan chánh sở mật thám nói: Trời ơi, thầy khéo lấy vải thưa mà che mắt thánh. Vừa đó có một người đi vào. Quan chánh sở mật thám dòm ra thấy giống hệt người vào trước như khuôn đúc. Đi vào chào quan chánh mật thám rồi nói: Tôi đi có trễ một phút đồng hồ, nên có khi quý ông ở đây đều chờ tôi lắm mà. Quan chánh sở mật thám cười và nói: Ai cũng trông đợi thôi, vào dự tiệc. Dứt lời, quan chánh sở mật thám nhìn kỹ một hồi, rồi ngó lại người đi đầu và nói: Cha chả, khó hiểu ai là hiệp liệt. Người đi vào sau bước lại nắm tay Đỗ Hiếu Liêm và mọi người, rồi ngồi ráp nói chuyện như thường. Quan chánh sở mật thám đi lại nói với Đỗ Hiếu Liêm rằng: Trong hai người thầy nhìn ai được là thầy tài không? Đỗ Hiếu Liêm ngó hai người và nói: Tôi khen hiệp liệt quá, nó giả sao mà giống thầy đội tài như hai giọt nước. Này ông, thế mà tôi biết được hiệp liệt, ông hãy coi cho kỹ nơi cườm tay mặt nó có một cái đường dài đỏ đỏ. Đó là cái thẹo mới vừa lành. Chắc là nó đi qua bên Ấn Độ có đánh một trận mà bị trầy tay, nên bây giờ còn thẹo đó. Ừ, phải rồi, tôi cũng thấy được cái thẹo ấy. Thôi, cứ việc nhập tiệc như thường rồi sẽ hay. Khi vào tiệc, nàng Đặng Nguyệt Ánh muốn gặp Hoàng Ngọc Ẩn, nhưng thấy hai người sắc phục đồ khách trú lại có mang mặt nạ nữa, nên không nhìn được là ai là ai. Đang khi ăn được nửa bữa, thình lình đèn trong nhà vụt tắt tối đen, và có tiếng nói lớn giữa tiệc rằng: Bẩm quan chánh sở mật thám, trong hai người mặc đồ quán đông, ông biết ai là thầy đỗ tài không? Tôi biết. Ông dám chắc không? Nếu ông nhìn trật thì ông phải thưởng thầy đỗ tài việc gì? Một cái đồng hồ hiệu Omega giá đáng 200 đồng bạc của tôi đấy. Dạ được, vậy thì ông hãy nhớ lời. Còn tôi xin ông hứa, nếu biết được hiệp liệt thì ông đừng có toan bắt bớ làm gì, e phải dở tan đám tân hôn không vui. Ông chịu không? Tôi là người đúng đắn, không bắt người anh hùng mạo hiểm đâu. Tôi xin hứa giữ đấy. Tôi kính ông lắm. Vậy khi đèn cháy lên, ông hãy chỉ thầy đội là ai thì đủ rồi.
và khi mãn tiệc rồi thì sẽ biết chắc, chứ không được kháng rõ tức thì. Tiếng nói dứt lời thì đèn điển bực cháy lên như thường. Quan chánh sở mật thám liền đứng dậy, chỉ người trên bàn, mặt có một cái thẹo. Ai nấy cũng đều chăm chăm mắt ngó mà trông cho khi mãn tiệc sẽ biết chắc ông chỉ trúng hay là chật. Đến tuần sâm banh, quan chánh sở mật thám đứng dậy chào Đỗ Hiếu Liêm và nàng Đặng Nguyệt Ánh mà mở lời, nói rằng: Chào thầy và cô, giữa tiệc hoan lạc này tôi xin thay mặt anh em trong tim mật thám thốt ít lời thô kệch chúc mừng đám tân hôn long trọng này. Thầy Đỗ Hiếu Liêm yêu dấu, tuy mà thám đan thời đạn vẽ van là nhờ tình ngày thầy có lòng hảo hiệp, tình nguyện lãnh một cái thiên chức, bắt nhiều đám anh cướp bí mật, truy tầm đứa gian ngược rất hay, nên chi lóng này chẳng còn đứa trộm cướp lời hai nào dám mọc lên. Thế thì thầy giúp ích cho xã hội rất nhiều, chẳng lấy chi mà thưởng công thầy cho cân xứng được. Lại nữa, tánh tình thầy thùy mị, bạn đồng nghiệp đều yêu. Thầy là một người bề học thức rộng xa, có trí và lại có tài, mà chẳng ham phú quý vinh hoa, lương cao lộc cả. Lại xin là một tài trình thám thi công, ghe phen mạn sống như chuông treo chỉ mảnh, nhọc nhằn lại thêm mạo hiểm. Ngoài trừ Thanh Long là một tay sát nhân trộm cướp, thầy đã bắt được rồi, thầy lại còn bắt nhiều đám khác. Chính là ngày nay thầy đã xin từ trước được rồi, thầy toan việc nghi gia nghi thất, đành trở về điện viên vui cùng cảnh vật. Thế mà thầy chẳng quên chúng tôi, mời đến chia vui tiệc quý trọng này mà tỏ ra ngay tình thân thiết với chúng tôi. Vậy trước khi tôi cạn lời thành thật, tỏ hết tấm tình, tôi xin trước hứa sẽ xin quan nguyên soái chọn khuê bài gì xứng đáng mà ban thưởng cho thầy, đặng khi lui về ruộng giấy được đẹp ở chốn thôn quê. Còn sau đây, tôi ước sao hiệp liệt lánh mấy đàn bất chánh mà trở về đàn ngay chính, thì ti mà thám chúng tôi rất an ổn và lấy làm hạnh phúc vô ngạn. Ngoài sự ao ước của tôi, thì nguyện chúc cho thầy và cô, trai tài gái sát, hai họ xương vài trăm năm vĩnh viễn. Quan chánh sở mật thám nói dứt lời, tiếng vỗ tay dậy lên. Và khi dứt thì một người mặc đồ khách trú đứng dậy, cúi đầu rồi nói rằng: Chào quý ông và quý thầy, tôi tuy là một đứa vô danh dự, biệt hiệu là Hiệp Liệt, xin phép nói ít lời cùng Đỗ tiên sinh và Đặng tiểu thơ. Hoàng Ngọc Ẩn say qua, cúi đầu chào Đỗ Hiếu Liêm và nàng Đặng Nguyệt Ánh mà rằng: Chào thầy và cô, và có chi làm cho tôi cảm động bằng giữa tiệc tân hôn này, được cùng quý quan chia vui cùng thầy và cô đã thành hôn. Ấy chẳng qua tôi tuy là một đứa trộm cướp có tài đặc biệt, nhưng chẳng mang tiếng sát nhân, cùng hiếp người cô thế. Trộm cướp như tôi chẳng qua là dụng quyền biến vì cảnh ngộ khuẩn bức, lấy tiền người mà làm giấy. Tất nhiên nguyện chắc ngày sau trả lại có vốn có lời. Trộm cướp mà ghét cướp trộm, bấy lâu quyết khử trừ diệt trừ chúng nó là tôi. Tưởng cho câu đạo ố đạo cũng là phải. Tôi cảm động thật vì giữa đây hiệp liệt này đối với quan khách nào nhật nguyệt hiểm đố. Tôi đứng giữa đây khác nào một con dế nằm trong lòng tay của một đứa bé, mạnh tay nhập lại ắt là xương nát thịt tan. Thế mà không, quý ông thương tôi khác nào đứa bé kia thấy con dế nhỏ nhoi để túc gái trong lòng bàn tay mà chơi. Thầy Đỗ Hiếu Liêm yêu quý, hay tin châu trần phối hiệp, tôi vội vã nơi khách địa vượt biển trở về, chẳng sợ mà dự đến tiệc quý trọng này. Tôi thưa thật, thầy và cô đây chẳng phải bà con thân quyến gì tôi mà tôi có cảm tình đến thế. Nghĩ vì thầy là một người trọng nghĩa khinh tài mà tôi trọng, tôi mến, tôi thương. Hay tin thầy đã xin từ chức hồi hương nối nghiệp ruộng rẫy tổ phụ, tôi lấy làm mừng cho thầy, bỏ đường hoạn lộ mà tìm chữ nhàn. Mừng cho thầy mà tiếc, tiếc một tay trên quan yêu dưới bạn mến. Tôi đây cũng xin hứa, hứa chẳng bao giờ lấy bạc của ai, hứa trong ít tháng trả hết bạc cho tài gia có lời. Tôi cũng ước, ước sau nghề nông thầy vững cầm nghiệp tổ. Sau tôi cũng chúc nguyện, nguyện cho đôi tân hôn này sắc cầm hảo hiệp, trăm năm mai trúc một nhà, sướng tùy trọn đạo mới là rằng duyên. Tôi xin là xin thầy và cô chẳng phụ lòng hảo của tôi, nhậm lấy hai vật mọn này gọi là quan ương chi nhẫn mà giữ lấy trăm năm.
Nói dứt lời, Hoàng Ngọc Ẩn bèn lấy trong túi một cái hộp nhỏ rất đẹp, ngoài bao toàn da đỏ, trong lót bằng nhung. Hoàng Ngọc Ẩn mở ra mà trao cho Đỗ Hiếu Liêm. Tiếp lấy lên coi thì thấy hai chiếc nhẫn bằng bạch kim, chạm hoa khéo đẹp, lại có gắn hộp xoàn trắng giáp vòng. Nàng Đặng Nguyệt Ánh vừa thấy thì tỏ sắc hân hoan. Nàng vừa muốn tiếp nhận trên tay của Đỗ Hiếu Liêm mà coi, thì Đỗ Hiếu Liêm lấy nàng một cái, đoạn đậy nắp hộp mà trao lại Hoàng Ngọc Ẩn, rồi gương mặt lộ vẻ không vui và nói: "Hiệp Liệt, tôi cảm ơn người lắm, nhưng vợ chồng tôi không thể nhận được. Tại sao xin tự nghĩ lấy?" Hoàng Ngọc Ẩn nghe nói thì dường như ruột bứt gan rời. Chàng thở ra và nói thầm rằng: "Hay là Đỗ Hiếu Liêm nghi hai vật này ta ăn cắp ăn trộm của ai?" Hoàng Ngọc Ẩn bèn lấy trong túi ra một miếng giấy xếp làm tư mà đưa cho Đỗ Hiếu Liêm. Chàng tiếp dở ra coi thì thấy là một cái giấy bán phát tuyê: "Hai chiếc nhẫn này của tiệm hiệu Con Rồng Vàng." Chàng thấy để giá mỗi chiếc là 7,000 quan, tính theo giá bạc thổi đó là 1,000 đồng một chiếc. Nàng Đặng Nguyệt Ánh cũng vừa vui mừng thì lại thấy Đỗ Hiếu Liêm trả lại cho Hoàng Ngọc Ẩn và nói: "Thật giấy này chứng chắc hai chiếc nhẫn này người mua, nhưng tôi cũng chẳng nên nhậm, xin đừng phiền." Đỗ Hiếu Liêm nói dứt lời thì nàng Đặng Nguyệt Ánh thấy sắc mặt của Hoàng Ngọc Ẩn ưu sầu thảm đạm. Nàng lấy làm thương xót vô cùng nên nói thầm rằng: "Tội nghiệp thì thôi, đó là hai anh em bạn thân thiết với nhau mà Đỗ Hiếu Liêm chẳng biết lòng, Hiệp Liệt là đâu, Hoàng Ngọc Ẩn là đâu." Còn Hoàng Ngọc Ẩn nghe Đỗ Hiếu Liêm nói thì tháo mồ hôi trán. Chàng bực mình than thầm rằng: "Đỗ Hiếu Liêm chẳng nhậm, ấy là chàng nghĩ rằng vật ta mua đây bởi tiền ta đi ăn cướp mà có. Ôi, Đỗ Hiếu Liêm bạn ơi, bạn lầm rồi." Hoàng Ngọc Ẩn bèn gượng ngước mặt lên nói rằng: "Thầy hai, tôi biết thầy chẳng khứng nhậm hai vật này vì thầy nghi là của Quảnh Tài. Thầy chớ tưởng vậy mà lầm. Hiệp Liệt này chẳng có dụng của bất phải mà mua vật quý báu này mà tặng cho đôi tài tử gia nhân đâu. Thầy chẳng nhớ lúc trước Hiệp Liệt đánh gươm với thằng ăn lê tên là Nhiêu Sinh. Hiệp Liệt giả làm người Nhật xưng tên là Mã Siêu. Hiệp Liệt thắng và lãnh được bao nhiêu tiền không?" Đỗ Hiếu Liêm giật mình, tỉnh lại suy nghĩ một hồi rồi nói: "À phải, tôi nhớ rồi. Hiệp Liệt đấu gươm, trước rửa hận lại giùm cho cô hai đây." Tức chỉ nàng Lệ Thủy. "Sau lãnh được một số bạc rất to là 35 muôn đồng, có phải vậy chăng?" Hiệp Liệt cười rồi nhướng đôi mày lên và nói: "Này thầy Đỗ Hiếu Liêm à, trong số bạc 35 muôn đồng ấy có đủ mà mua hai chiếc nhẫn này tính chung là 14,000 quan không?" Đỗ Hiếu Liêm cười và nói: "30 chiếc như vậy mua cũng còn dư." Hiệp Liệt tiếp nói: "Vậy thầy có khứng nhậm hai vật này mua bởi tiền ấy không?" Đỗ Hiếu Liêm còn lưỡng lự. Nàng Đặng Nguyệt Ánh bực lòng nói rằng: "Thôi còn gì nữa mà chàng chẳng nhậm cho rồi." Quan Chánh Sợ Mật Thám thấy vậy lấy mắt ra dấu, biểu Đỗ Hiếu Liêm lấy, nên chàng bèn bắt tay Hiệp Liệt cảm ơn. Khi đó tiếng vỗ tay ầm lên trong vào rất vui vẻ. Hiệp Liệt tiếp nói: "May lắm, nếu vậy xin cho phép tôi đeo hai chiếc nhẫn này vào hai ngón tay của đôi vợ chồng mới." Đỗ Hiếu Liêm và nàng Đặng Nguyệt Ánh thấy đều vui lòng. Đang khi Hoàng Ngọc Ẩn đeo hai chiếc nhẫn giùm cho Đỗ Hiếu Liêm và Đặng Nguyệt Ánh, Quan Chánh Sợ Mật Thám ngó bàn tay của Hiệp Liệt mà chẳng thấy cái thẹo, thì biết mình nhìn lầm thầy đổi tài là Hiệp Liệt. Kế đó, nàng Lệ Thủy đứng dậy thốt lời chúc mừng Loan Phụng Hòa Minh và tặng cho nàng Đặng Nguyệt Ánh một sợi dây chuyền gắn đầy những hộp xoàn, giá đáng 800 đồng bạc. Hoàng Ngọc Ẩn thấy vợ chồng Đỗ Hiếu Liêm nét mặt hân hoan, mối tình âu yếm, thì chợt nhớ lại người non nước của chàng đang đứng trước mặt chàng mà không biết chàng, để riêng ôm một khối tình và chan chứa mạch sầu. Trong cảnh tình này, lòng chàng xao xuyển, khó đứng khó ngồi. Chàng than thầm rằng: "Lệ Thủy ơi, em đó anh đây đối diện với nhau, nhưng dường cách trở quan sang diệu viễn. Này em có biết cho lòng qua vì em mà bao nhiêu trận giàu sanh ra tử mà vẫn không nao núng sờn lòng. Này em, cảnh ngộ đôi ta thuở này khác nào chức nữ ngưu lan, chừng nào song ngân mới bắt cầu ô thước." Hoàng Ngọc Ẩn còn đang than thở, bỗng nghe Lệ Thủy nói với Đỗ Hiếu Liêm và Đặng Nguyệt Ánh rằng: "Lương duyên thầy và cô ngày nay đã tác thành, còn tôi và người yêu của tôi biết chừng nào. Nào rõ Hoàng Ngọc Ẩn hiện thời ở bên Pháp Quốc, có lo bề công danh và khư khư giữ mối tình cùng tôi chăng? Hay là đã vì mấy ả sắc nước hương trời tại thành Ba Lê mà bạc tình cùng tôi?"
Hoàng Ngọc Ẩn nghe nói lấy làm đau lòng, không cùng nên thở ra mà rằng: đau cha chả là đau. Lệ Thủy ôi, nàng nói đó, Ngọc Ẩn đứng đây, nàng đâu có biết. Thôi ta hãy trốn về, ở lâu bất tiện. Bỗng nghe Đỗ Hiếu Liêm nói với Lệ Thủy rằng: cô hai, xin cô chớ lo buồn. Hoàng Ngọc Ẩn là bạn thiết của tôi, chí khí can cường, người lòng vàng dạ ngọc, chẳng bao giờ người đem thói bạc tình. Người vẫn có chí nên học sao cũng thành danh. Đỗ Hiếu Liêm vừa nói dứt lời, thầy Đổi Tài có lòng trông đợi dứt chuyện, đặng có hở môi phân rằng: quan chánh sợ mật thám nhìn lầm không biết thầy, hầu xin ông thưởng. Thầy Đổi Tài liền đứng dậy gỡ mặt nạ, nói với quan chánh sợ mật thám rằng: đây, ông coi lại coi phải rằng tôi có dấu đỏ trên bàn tay mặt không, xin ông thưởng tài tôi đi. Quan chánh liền lấy cái đồng hồ vàng trao cho thầy Đội và nói: thôi chẳng quên lời, tôi xin thưởng nè, mà sao thầy có cái thẹo này? Thầy Đổi Tài cười và thuật chuyện bị hiệp liệt bắt về nhà, đặng nhắm xem hình dạng cho kỹ mà cải trang, và lấy nước màu vẽ một cái thẹo giả. Thầy Đổi Tài lại nói: tôi có hỏi hiệp liệt sao người làm như vậy, thì người phân rằng vẽ cái thẹo giả thì mới có dấu riêng ra hai người phân biệt. Tất nhiên là thầy Đỗ Hiếu Liêm và quan chánh nghi rằng hiệp liệt đi qua Ấn Độ bị thương tích nên có thẹo. Thầy Đổi Tài nói dứt lời thì người người đều cười rộ và đồng khen hiệp liệt là một người có trí vô cùng. Chừng đó coi lại thì hiệp liệt đã đi về hồi nào, chẳng còn ở lại đó nữa. Đỗ Hiếu Liêm nói: hồi mình mắt súng nhau xem bàn tay của thầy Đội, hiệp liệt thừa dịp ấy mà đi về mất. Thiệt hiệp liệt trên đời này chẳng ai hơn trí của anh ta được. Vừa rồi nàng Đặng Nguyệt Ánh ngó lại thấy vắng mặt nàng Lệ Thủy, thì nói với Đỗ Hiếu Liêm rằng: ủa, còn cô hai đi đâu mất rồi? Người người đều ngó giáo giác tìm kiếm, nhưng không ra thì kinh ngạc. Đỗ Hiếu Liêm nói: không lẽ cô hai ra về mà không kịp nói với chúng ta một hai lời gì hết vậy? Quan chánh sợ mật thám nói: hay là nàng bị hiệp liệt bắt đi rồi? Đỗ Hiếu Liêm nói rằng: không lý vậy, hiệp liệt đã tận tâm qua Ấn Độ lấy giùm hoàng ngọc cho nàng, thì không nên nghi ngờ hiệp liệt toan hại nàng. À, hoặc có khi cô hai đi theo hiệp liệt mà hỏi lấy hoàng ngọc chăng? Thôi, để tôi lập tức chạy ra đường coi hai người còn đứng nói chuyện không. Dứt lời, Đỗ Hiếu Liêm liền phát chạy ra ngoài. Đến cửa ngõ, Đỗ Hiếu Liêm đang thấy hiệp liệt đứng nói chuyện với nàng Lệ Thủy. Kế đó nàng Lệ Thủy bước lên xe hơi của nàng, rồi hiệp liệt cũng bước lên theo đóng cửa lại, thì shopper mở máy cho xe chạy đi. Đỗ Hiếu Liêm nói thầm rằng: ta phải đi theo cho từng hung kiết. Bỗng đó thầy Đội Tài chạy ra. Đỗ Hiếu Liêm nói: thầy vào nói với quan chánh rằng tôi mượn xe hơi đi theo dấu hiệp liệt và Lệ Thủy, coi cả hai đi làm việc gì, và trong một hai giờ sẽ trở lại. Xin ông ở chờ, hoặc là cố khuya rồi ông đi về nghỉ cũng được. Thầy Đội Tài lật đật chạy trở vô. Còn Đỗ Hiếu Liêm chạy ra đường, mở máy xe hơi Bugatti 6 máy 3 chỗ ngồi của quan chánh sở mật thám mà dông ruổi. Nhắc lại, khi quan chánh sở mật thám và mấy viên chức sở mật thám hiện diện nơi tiệc cưới của Đỗ Hiếu Liêm đang xúm xích xem bàn tay của thầy Đội, thì hiệp liệt bèn lui gót mà đi về. Nàng Lệ Thủy biết được hiệp liệt thì cả mừng, nàng muốn riêng chuyện giảng đặng hỏi về hoàng ngọc, nên khi hiệp liệt đi ra, nàng lấy cái khăn choàng chạy theo ra cửa kêu nhỏ nhỏ rằng: hiệp liệt, hiệp liệt, xin dừng bước cho tôi hỏi thăm một việc này. Hoàng Ngọc Ẩn dài lại thấy nàng Lệ Thủy thì cười và nói rằng: cô đương muốn hỏi chi? Lệ Thủy đáp: tôi muốn giáp mặt thầy mà hỏi về vụ hoàng ngọc thầy tận tâm đi lấy lại giùm tôi. Không biết hà phải hẳn thật thầy đã lấy đặng rồi theo bức thư thầy gửi cho tôi chăng? Hoàng Ngọc Ẩn cười và nói: hiệp liệt chẳng bao giờ biết nói láo. Cô muốn rõ công cuộc tôi đi lấy hoàng ngọc thế nào thì hãy đi về nhà, rồi tôi sẽ qua mà thuật hết cho cô nghe và sẽ trao lại cho cô. Nàng Lệ Thủy tỏ bộ mừng rỡ không cùng và hỏi rằng: chẳng hay thầy có đem hoàng ngọc theo mình không? Hoàng Ngọc Ẩn nói: có, mà cô hỏi làm chi vậy? Nếu có thôi thầy đi lên xe hơi của tôi mà đi với tôi một lượt qua nhà nói chuyện chơi. Hoàng Ngọc Ẩn cười và nói: cô nói sao lạ vậy? Cô không nghĩ cô là gái còn tôi là trai, nam nữ thọ thọ bất thân, chung đồng một xe chẳng là bất tiện lắm. Nàng Lệ Thủy cười chúm chím mà rằng: tôi cũng choáng rõ như vậy, nhưng mà thầy là một người quân tử, phải chi là phường ong bướm, còn tôi đây là gái kiên trinh, há sợ sao? Nếu như thầy không ngại và không chê xe hơi của tôi chẳng xứng đáng, thì cứ việc lên xe với tôi đi. Hoàng Ngọc Ẩn đáp: tôi đâu có ngại,
lại không dám chê xe của cô, vì tôi dám chắc nội Sài Gòn này có cái xe hơi nào tốt đẹp quê Mỹ bằng xe hơi của cô. Hãy lên trước đi, tôi tiếp tục theo liền. Xe chạy chậm rãi, Hoa Ngọc Ẩn ngồi gần bên nàng Lệ Thủy. Trong xe có một bóng đèn điện chiếu yến vào mặt của nàng, làm cho Hoàng Ngọc Ẩn càng nhìn chừng nào càng động tình thương chừng nấy. Nếu chàng chẳng dục tình đặng thì chắc là chàng phải ngã vào lòng nàng cho thỏa lòng thương nhớ. Còn nàng Lệ Thủy vẫn bình nhiên, ngồi nói chuyện vui cười mà vẫn vô tình chẳng lộ chút chiều lả lơi nào cả. Một chập sau xe về đến trước thềm nhà, sớp phơ mở cửa, Hoàng Ngọc Ẩn bước xuống trước, kế đó nàng Lệ Thủy bước xuống sau và mời chàng bước vào phòng khách. Trà nước xong xuôi, Hoàng Ngọc Ẩn lấy một điếu thuốc xì gà đốt khúc và nói: Nếu cô mà thấy rõ công cuộc tôi tận tâm đi lấy Hoàng Ngọc cho cô, thì tưởng ra trên đời này có một mình tôi là người nàng phải để ý thương tình hơn hết. Nàng Lệ Thủy tỏ sắc e lệ, cúi đầu suy nghĩ một giây lâu, rồi ngước mặt lên nói rằng: Công cuộc thế nào xin thầy thuật hết cho tôi nghe. Hoàng Ngọc Ẩn lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, dở nắp ra đưa cho nàng Lệ Thủy coi và nói: Có phải Hoàng Ngọc này của cô không? Nàng Lệ Thủy tiếp lấy coi rồi tỏ sắc mừng rỡ vô hạn mà rằng: Dạ, chính là Hoàng Ngọc này. Hoàng Ngọc Ẩn hút một hơi thuốc rất mạnh, rồi phà khói ra nguôi ngút, đoạn châu mày, nét mặt trong vào ưu sầu thảm đạm. Chàng bèn đem hết mọi việc từ khi đi qua đến xứ Ấn Độ, khi phải hoạn nạn bán chết bán sống, chàng thuật không thiếu một mải múng. Chàng cũng nói nàng Hồng Hoa và Hai Danh vì ngộ trận mà bỏ mình. Nàng Lệ Thủy nghe Hoàng Ngọc Ẩn than vãn thì không cầm giọt lệ được, và nhất là khi hay tin nàng Hồng Hoa chết thì khóc mà rằng: Trời ơi, có về đâu vì Hoàng Ngọc, tức là vì tôi mà chị Hồng Hoa phải bỏ mạng. Chị Hồng Hoa, nhắc đến chị tôi lấy làm thương tiếc vô cùng. Chị Hồng Hoa có ở chơi với tôi tình thương yêu máu thịt không bằng. Câu chuyện của chị dường như tôi còn nghe văng vẳng bên tai. Thuở nào tôi với chị tâm đầu ý hiệp, ngày vì tôi mà ra người thiên cổ, âm dương phân rẽ, biết bao giờ sum hợp. Tôi có về đâu vì Hoàng Ngọc này mà chỉ phải dông mạng bỏ xứ nơi khách địa, còn mạng thầy tưởng cũng không còn. Vậy thì biết lấy chi mà đền ơn cho cân xứng. Tôi hỏi thiệt thầy, chẳng hay vì ý chi thầy mạo hiểm giùm tôi đến thế. Hoàng Ngọc Ẩn tuy ngồi nghiêm chỉnh, đôi mắt chẳng láo liền, nhưng chàng đã thấy Đỗ Hiếu Liêm ẩn mình sau một cánh cửa phòng mà nghe trộm từ khi chàng ngồi chuyện vãn với nàng Lệ Thủy. Đến khi chàng nghe nàng hỏi đến lời này thì xem bộ đắc ý đáp lại rằng: Cô hai, nghe qua lời tôi thuật nãy giờ chắc nàng phải thương đến tôi. Tôi xin tỏ thật, trước kia tôi nghe nói nàng là một tay độc ác, biết mấy tay công tử vì sắc của nàng mà điên hoặc tự ái, cũng có kẻ hào hộ phải tán gia bại sản. Nhưng mà gần hai năm nay bỗng nhiên nàng đổi ý, chẳng chịu giao thiệp cùng ai là bợm đa tình. Hay là nàng đã chán đàn quá nguyệt, khắc kỷ tu thân chi sao mà. Nếu hẳn thật như vậy, tôi lấy làm tiếc cho nàng đang xuân qua đào đang tươi tấn, lẽ nào đành cam chích gối cô phòng. Hay là nàng chưa gặp kẻ tri kỷ mới đành để cầm trăng lông phím, ý muốn nói là cây đờn để lâu ngày không dùng sẽ bị hư. Xin nàng càng nghĩ, nếu như hiệp liệt này là một người đáng là tri kỷ thì nàng nên thương đến kẻ yêu qua. Đây vì nàng mà mạng sống tợ chỉ mảnh treo chuông, nguyện chết vì nàng mà mai đâu còn sống thừa đây. Nàng Lệ Thủy nghe Hoàng Ngọc Ẩn nói những lời đau đớn, lại thêm hữu tình thì thương tâm, nàng bèn úp mặt vào tay nghĩ ngợi. Nhắc lại khi Đỗ Hiếu Liêm thấy hiệp liệt bước lên xe hơi cùng nàng Lệ Thủy mà đi, thì trong lòng phát nghi rằng cả hai vẫn quen biết nhau lắm. Chàng lại bực mình sanh nghi hiệp liệt này là Hoàng Ngọc Ẩn nên mượn xe hơi mà rượt theo. Đến nhà nàng Lệ Thủy, Đỗ Hiếu Liêm gặp hai dõng đi ra đóng cửa ngõ thì nói rằng: Anh hai, làm gì mà đêm nay cô hai dẫn hiệp liệt về nhà? Anh cũng biết nó là một tay ăn cướp lợi hại, tôi sợ e nàng lấp lửng không đề phòng mà mang quà. Hai dõng nói: Phải, tôi cũng sợ lắm. Khác nào dưỡng hổ vi quạ, nghĩa là nuôi cọp trong nhà để bị hại. Nàng đem hiệp liệt về nhà không xong, vậy anh hãy đem tôi vào nhà của cô hai ẩn mình nơi nào, đặng trộm nghe câu chuyện của hai người, phòng khi có xảy ra việc chẳng lành thì tôi có cứu cấp. Được, thì hãy đi theo tôi vào cửa, lén vô một văn phòng kế phòng khách mà ẩn mình. Đỗ Hiếu Liêm núp nghe hết mọi lời của hiệp liệt thì mới giật mình nghĩ thầm rằng: Ta lầm lắm, quả nhiên hiệp liệt chẳng phải là anh Hoàng Ngọc Ẩn. Hiệp liệt là một người hữu tình cùng nàng Lệ Thủy, hiệp liệt là một người liều mạng sống,
quyết mua lòng nàng. Hỡi ôi đáng thương người bệnh chí, để coi nàng Lệ Thủy suy nghĩ rồi trả lời thế nào. Đến nước này coi nàng có lạc lòng chẳng thương anh Hoàng Ngọc Ẩn không cho biết. Lúc này trong phòng, nàng Lệ Thủy úp mặt vào tay suy nghĩ một giây lâu rồi ngước mặt lên nói rằng: Thưa thầy, ân của thầy đối với tôi sánh tài non biển. Tôi tưởng biết bao giờ tôi trả đặng cho xứng đáng. Tôi chẳng giấu chi thầy, ngày xuân tôi còn dài, kiếp hồng nhan khác nào cánh bèo trôi mặt nước. Đóa hoa yếu ớt ngoài trời, một lượng sóng cánh bèo tan tác, một trận mưa đóa hoa rã bèn. Có thân ắt phải có tình, là đầu mối đem phận mỏng mảnh nương bóng tùng quân gửi thân bìm sắn. Trước kia ai lại chẳng nghe đến tên Lệ Thủy này, khách Tống Ngọc Trường khanh nô nước ra vào đặng cho gần tôi. Thế mà tôi phải đâu như hạng người treo giá lầu xanh, đánh liều nhắm mắt trải thân, đánh chìm chữ trinh, đáng giá ngàn vàng mà để cho kẻ đắm sắc mặt tình dày giả. Song le tôi đã tỉnh ngộ, ngày nay tôi bền lòng, bất xuất khuê hương tú cát, ấy chẳng qua là... Nàng Lệ Thủy nói đến đây ngưng lời. Hoàng Ngọc Ẩn vẫn biết nàng muốn nói để tình cùng mình, thì làm bộ không biết, lại làm tuồng quất ức mà rằng: Chẳng qua là sao đó cô? Nàng Lệ Thủy nói: Chẳng qua là tôi đã chọn được nơi trao tơ đáng lứa, giao cầu đáng nơi rồi. Ấy là một người tài cao chí cả, hiện thời còn đang chuyên lo việc sách đèn, là người tôi đã cùng người thệ Hải Minh Sơn, nguyện sau cùng người sánh duyên. Hoàng Ngọc Ẩn nghe nàng Lệ Thủy nói dứt lời thì tấm lòng khoan khoái, nhưng bề ngoài tỏ sắc ưu sầu, thở dài một cái rồi lắc đầu và nói với nàng rằng: Hỡi ôi bấy lâu ao ước cùng nàng sao cho đặng vui về cá nước. Hay đâu thuở này mấy lời nàng phân cản. Thôi thôi, tôi đành phải chìm sở vọng, tưởng dường quan tôi mới toan vào, nào hay gặp việc dở dang. Nàng phân rằng người non nước của nàng còn chuyên lo đèn sách nơi khách địa viễn phương. Này này, tôi xin hỏi nàng, người ấy ở xa quan sang dịu vợi, biết người có thương tưởng đến nàng chăng? Hay là ra cùng mấy ả nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành mà xa đắm, thì e chi khỏi đem thói bạc tình, quên người nằm đêm, lần canh đếm khắc, nắm chặt lời thề, thì uổng thay công tình của nàng chờ đợi. Nàng Lệ Thủy cười gằn và nói: Hiệp liệt thầy ơi, thầy chớ dùng lời ngoan lẽ xảo mà dụ dỗ lòng tôi cho sao lãng. Tôi nói thật, tôi vẫn biết tình lang của tôi lòng châu dạ ngọc, nào phải như phường mèo mã gà đồng, cách xa một bước mà phụ bạc kẻ cố hương, giữ lòng thiết thạch. Hiệp liệt, bấy lâu tôi vẫn biết thầy là một người anh hùng hào kiệt, là người trượng phu quân tử, há vì thương đến tôi mà thầy làm cho rẻ thúy chiêu uyên. Thời ắt là danh tiếng của thầy trôi theo dòng nước. Hoàng Ngọc Ẩn cười và nói: Dạ chăng nàng là một người giàu có muôn hộ và lại tuyệt sắc trên đời, nàng phải chọn nơi nào xứng đáng trao thân. Vì lẽ này tôi xin hỏi nàng, tôi đây với Hoàng Ngọc Ẩn ai tài hơn? Nàng Lệ Thủy suy nghĩ một hồi rồi nói: Việc đó tôi không dám so sánh, song tình lang của tôi tưởng cũng chẳng tài hèn chi đó, người võ nghệ cao cường tưởng cũng dám cho là vô địch, còn tài học y khoa danh nổi như cồn. Tình lang của tôi tốt nữa là lòng ngay chính, ít ai hơn, chứ phải như thầy tuy có danh háo nghĩa song có tiếng ăn cướp. Hoàng Ngọc Ẩn nghe nàng Lệ Thủy nói thì đau lòng, nhưng cũng gượng nói rằng: Hiệp liệt ăn cướp sau đây rồi nàng sẽ rõ hiệp liệt làm cách nào mà chuộc tiếng xấu ấy lại. Chừng đó nàng có ưng hiệp liệt không? Không, tôi chỉ thương Hoàng Ngọc Ẩn mà thôi. Nếu vậy thì hiệp liệt và Hoàng Ngọc Ẩn chẳng có thế nào là hai người đạp chung một quả đất, đổi chung một trời đó. Ủa, sao thầy nói lạ vậy? Hoàng Ngọc Ẩn cười và nói: Ấy là một người sống, một người chết mới được cho. Nàng sẽ coi Ngọc Ẩn với hiệp liệt ai tài hơn cho biết, coi ai chết cho biết. Nàng Lệ Thủy nghe hiệp liệt nói thì mặt biến sắc, vì nàng sợ Hoàng Ngọc Ẩn phải bị hiệp liệt giết, vì từ ngày cái tên hiệp liệt ra đời thì còn ai là tài hơn đâu. Hiệp liệt đứng dậy nói rằng: Nếu cô muốn để cho Hoàng Ngọc Ẩn sống thì phải ưng tôi làm chồng, thế là cô mới thương thiệt Hoàng Ngọc Ẩn đó. Nàng Lệ Thủy nghe hiệp liệt nói đến đây thì lấy làm quái dị, lập tức nói rằng: Thầy nói sao lạ quá, có lý nào tôi thương thật Hoàng Ngọc Ẩn mà lại bạc tình cùng người được, và đem thân này mà gửi cho thầy. Hiệp liệt cười gai gắt và nói: Này cô, tôi nói mà cô không hiểu sao? Phàm cô thương ai thì lẽ nào cô đành để cho người ấy chết vì cô?
Bởi vậy cô thương Hoàng Ngọc Ẩn thì Hoàng Ngọc Ẩn phải chết. Hoàng Ngọc Ẩn chết, chết về ta hiệp liệt này. Nàng Lệ Thủy đứng dậy, sắc mặt lộ vẻ giận dữ, nói rằng: Hiệp liệt, thầy chắc rằng thầy tài hơn Hoàng Ngọc Ẩn, võ nghệ cao cường hơn người sao? Tôi không dám chắc đặng, nhưng mà có lẽ vì tình vì thương cô thì Hoàng Ngọc Ẩn chạy đường trời không khỏi tay tôi. Cô phải biết cho rằng hiệp liệt xuất ngôn như phá thạch. Này, cô hãy coi tài của tôi thì rõ. Nói đến đây, hiệp liệt liền lấy một cục phấn, đi ngay lại cánh cửa, vẽ một hình người rất mau lạ thường. Nàng Lệ Thủy coi lại thấy hiệp liệt vẽ hình một người dây lưng lại, trên tay có cầm một lưỡi kiếm thì nói thầm rằng: Ý gì hiệp liệt vẽ một người, bộ giận giống Hoàng Ngọc Ẩn cầm cái kiếm xây lưng mà đi. Chợt nghe hiệp liệt cười và nói: Này cô hai, tôi có ý vẽ hình nơi cửa đó là Hoàng Ngọc Ẩn khi đánh kiếm thắng đặng hiệp liệt rồi, và khi vừa xây lưng đi về. Nàng Lệ Thủy nghe nói cả mừng, nên gương mặt có tuồng hớn hở. Hiệp liệt tiếp nói: Đó là khi Hoàng Ngọc Ẩn thắng. Nói tỉ mà nghe chứ chắc gì đâu, vậy nàng sẽ thấy hiệp liệt sẽ làm thế nào. Hiệp liệt nói dứt lời bèn đi ngay lại vách, lấy một cây trường kiếm lưỡi sáng ngời của nàng Lệ Thủy, mướn rèn đủ một cặp để treo chơi. Hiệp liệt cầm cây kiếm và tiếp rằng: Nàng hãy mở đôi mắt cho lớn mà coi tôi đánh kiếm với Hoàng Ngọc Ẩn. Nói dứt lời liền đi ngay lại gần hình ấy, múa lưỡi kiếm nghe dùng dục, khi tấn khi thối, dường như đang đánh thật với một người. Đỗ Hiếu Liêm núp trong phòng nghe và thấy hiệp liệt nói và làm không thiếu một nét thì lấy làm lạ vô cùng. Hiệp liệt múa gươm đánh róc một hồi rồi giả bộ bị đâm trúng nên ngã nằm xuống và nói: Hay cho Hoàng Ngọc Ẩn rất tài. Nàng Lệ Thủy chăm chăm mắt ngó lại, thấy khi hiệp liệt dứt lời thì lại phóng cây kiếm một cái rất mạnh, kế nghe một cái bóp thì lưỡi kiếm găm lúc lưỡi kiếm vào cánh cửa. Nàng coi kỹ lại thì thấy cái hình vẽ nơi cửa bị lưỡi kiếm găm ngay hông. Nàng nói thầm rằng: Nếu vậy thì Hoàng Ngọc Ẩn sẽ bị hiệp liệt phóng sau lưng một lưỡi kiếm. Hiệp liệt đứng dậy nói rằng: Cô có thấy không, giả sử như Hoàng Ngọc Ẩn có tài hơn hiệp liệt, đâm hiệp liệt ngã rồi, thì vì tình có khi hiệp liệt đem thói khiếp nhược, đợi Hoàng Ngọc Ẩn xây lưng trở gót mà phóng cây kiếm giết được đó. Này cô, gẫm ra có phải là cái thương của cô hại Hoàng Ngọc Ẩn chết không? Thế thì cái thương là giết người vậy. Lệ Thủy nghe nói thì bàng hoàng trong lòng. Nàng châu mày nghĩ ngợi một hồi rồi thở ra và nói với hiệp liệt rằng: Đến thế thì thôi, thà tôi chết mà để cho Hoàng Ngọc Ẩn sống. Nói đến đây, nàng Lệ Thủy lẹ tay kéo hộc tủ, lấy cây súng lục liên ra toan tự sát. Hiệp liệt vừa thấy giật mình lẹ như chớp, nhảy tới chụp tay nàng. Nhưng vì trễ một chút mà tiếng súng dùng nổ lên trong phòng, nghe dữ dội. Nói qua, khi Đỗ Hiếu Liêm mượn xe hơi của quan chánh sợ mật thám đi rồi, thầy Đội Tài trở vào nhà nói lại cho ông hay, thì ông cười và nói: Thầy Đỗ Hiếu Liêm làm chuyện chiếu thì thôi đa, theo hiệp liệt mà làm chi không biết, tiệt chưa mãn mà bỏ chúng ta ở đây, nghĩ có buồn chán. Nàng Đặng Nguyệt Ánh biết nói tiếng Pháp giỏi lắm, nên ân cần chuyện giảm với ông mà rằng: Chắc sao cũng có duyên cớ quan hệ nên chồng tôi mới đi lập tức như vậy. Quý ông và quý thầy ở lại nói chuyện chơi và đợi chồng của tôi trở về đem tin thể nào. Thầy Đội Tài nói: Thôi đi cô à, biết chừng nào thầy hai mới về, tôi xin kiếu về trước, ở lâu bất tiện. Nàng Đặng Nguyệt Ánh cười và nói: Chắc thầy sợ sư tử Hà Đông. Thầy Đội Tài nói: Có đâu cô, tôi ghét nhà tôi nó nhiều chuyện lắm, ở lâu về đây sao nó cũng nghi nan mà quậy cái ghè tương của nó lên. Thà có ăn chịu chứ ở đây nói chuyện khào về nó cà riền cà tỏi nhức xương lắm. Sao cô cũng cho tôi về à. Nói dứt lời, thầy Đội liền xin cứu mọi người mà đi ra cửa. Ra đến cửa, thầy Đội Tài cười hì hì và nói thầm rằng: He he, nói giống như vậy mới được à. À, còn thằng Hai Dẻo sao chẳng chịu cứu mà ra mà đi với ta, còn ở trong làm gì kìa. Thầy Đội Tài chắp tay sau đít, đi tới đi lui một hồi thì thấy dạng một người đi ra. Thầy có bụng mừng, và khi người ấy đi ra khỏi cửa thì thầy hỏi rằng: Phải thằng Hai mày đó không? Dạ phải. Dữ không? Tao chờ mày hồi giờ à. Tôi trốn ra đi đây thầy à, tôi biết làm sao thầy cũng ở ngoài này đợi tôi. À, mày nói với tao hồi sớm mai mày tính xong chưa? Tôi nói với thầy sự gì tôi quên lửng. Cơ khổ à. Thì thôi, thằng Hai mày nói đêm nay giữ tiệc cưới của thầy Hai, rồi lối 10 giờ trốn đi Thủ Đức thăm má thằng nhỏ với tao. Hai Dẻo cười và nói: À dạ, nói chơi chứ dễ nào tôi quên.
Ừ, được ra. À, còn xe hơi đâu? Có đến đây rước mình không? Không, có muốn đi thì bây giờ bắt xe kéo đi xuống chợ cũ. Tôi biết hai ba cái xe cho mướn của mấy anh chị bài bạc. Mình mượn đi cái nào cũng được. Ừ, thôi đi. Khổ chưa? Không có một cái xe kéo nào đi lối này làm sao bây giờ? Hái gì? Đi bộ một đổi đàn qua đến nhà thờ nhà nước thiếu gì? Hết tập 30. Còn tiếp. Thank you.